vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Quán Bốn Mùa. Quý vị thân mến, cua đồng là một trong những nguồn thực phẩm rất quen thuộc và bổ dưỡng đối với chúng ta. Ngày hôm nay thì chương trình Quán Bốn Mùa xin chia sẻ với quý vị một cách chế biến cua đồng khá là mới. Chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây qua tiểu phẩm Tình Già của tác giả Trần Kim. Trời ơi, đã bảo là chiều quá đi, mát mát ở đi. Giờ này đi nắng muốn chết luôn à. Đen đúa rồi biết ta dưỡng da cực khổ lắm không? Lúc nào cũng nhăn nhó, nhăn. Thì thí dụ như bây giờ đen thì đi tắm trắng, đi tắm sữa. Em lúc nào cũng vậy à. Đó, còn cái da chị kia nữa đó, có nhí nhảnh. Điều gì đây mà còn ế nữa, nói chị không điều. Trời ơi, tôi thấy ba điều mà tôi nổi với gà lên hết trơn, trời ơi. Ba đâu? Ba chổng chưa đâu. Rồi. Trời đất ơi, ba. Sao ba không ngủ nữa đi, thức chi vậy sớm chứ. Đau nhức quá, ngủ gì được. Ôi. Nè, ba cho kêu mấy đứa tụi con về để chuẩn bị ba lập di chúc. Ủa, ba lập di chúc chi gấp vậy ba? Ba còn khỏe mà. Ba còn phải sống, ba sống lâu lắm, cái tướng của ba sống lâu lắm đó nha. Ba còn phải chờ đứa con đấy. Thì để cho cháu nội cho ba phòng nữa chứ. Thằng này sao nó... Vậy nó vui lắm hả? Nó nghe rồi làm di chúc nó vui lắm. Vui cái gì con? Không được rồi. Ba nói để. Ba sống nay chết mai. Bây giờ cứ nghe ba lập di chúc trước đi. Đó rồi để đó có sao đâu con. Ba nói kỳ quá. Mà tự nhiên ba nói ba lập di chúc. Con nghĩ ba chết không à. Anh nói bậy. Con nghĩ lúc nào mày nói gì đó thằng quỷ sứ. Ba đừng có hổn nha. Ba quên. Tao hổn với mày hả mày? Không phải, tao thấy ba cầm dép ba đánh con. Mày nói chuyện hồi giống như là mày ba tao chứ không phải tao ba mày. Tại tại tự nhiên ba nói ba lập di chúc con này. Để em nói nè, mà mệt quá à. Thôi lập di chúc một chi ba ơi. Con tính vậy nè, bây giờ ba bán nhà này đi. Rồi chắc... xong rồi ba chia cho đều hết trơn đi rồi khỏi lập di chúc. Trời ơi, thôi bán nhà rồi ở đâu? Trời ơi, căn nhà có mỗi căn nhà đây mà giờ chị nhiên bán. Em với ba ở đâu chị? Cái chuyện ở đúng không? Cái chuyện ở là chuyện nhỏ thôi. Bây giờ bán nhà xong ba để tiền đó cho hai vợ chồng con rồi ba qua nhà hai chồng con ở. Út ơi. Út là có chồng, về vợ chồng ở. Tiệt. Thôi em không chịu đâu. Ba à, con nói rồi, con ở chung với ba à, con không lấy chồng đâu. Trời ơi, bây giờ mày tính chơi ôm ôi hả? Tụi bay nín hết đi, tụi bay nín hết đi. Tao còn sống trơ ở vậy nè, mà đòi bán nhà ra chợ ở hả? Không. Tụi bay kiếm ở gầm cầu nào đi rồi tao chui vô đó tao đâu ở rồi tụi bay bán nhà. Đâu có, rồi bây giờ tụi con có nhà mà ba nói gì tụi nghiệp tụi con thì bán đi, chia xong rồi. Chứ ba nói lập di chúc làm chi? Thôi được rồi, bây giờ ba chia. Không, dạ. Ba chia hết cho hai đứa. Tao không có giữ được cái gì chết rồi. Đâu có đem theo được đâu con. Dạ. Không, chia cho hai đứa rồi hai đứa hùng lại mua cho tao cái hòm. Bà ơi, trời ơi bà nói gì mà kỳ vậy? Còn con nhỏ này nữa. Không, cái chuyện chồng con á là cũng phải có chồng có con. Dạ. Chứ mày ở kiểu này thì mày mốt thành gái già. Không, con không lấy chồng đâu. Không được, đâu không. Có phải có chồng. Thuyền theo lái, gái là phải có chồng. Để chi? Em mà có chồng rồi thì cái nhà này mới là của anh. Nó, không biết không đó. Nó tính tới tính lui được mày không. Cũng vậy nữa hả? Không phải thì không phải cái chuyện ý con muốn nói như vậy là con dành cái này để cho ai? Cho cháu nội ba thôi chứ cho ai? Cháu nội tao phải không? À. Là con của mày. Rồi cuối cùng cái nó cũng về mày. Thì nhưng sao? Mà nó là cháu nội của ba. Không cãi nhiều, ba quyết định rồi. Đứa nào cũng là con. Thấy không? Dạ. Chia là chỉ điều hết á. Đừng có dành cái gì hết á. Thiệt tao nghe tụi bay nói bán nhà tao đang nhức mỏi cái tự nhiên tao muốn thôi, hết chức luôn à. Để con nắp bớt cho ba. Anh này về rồi không hỏi thăm ba tiếng nào đó mà còn con nhỏ này coi đó nó còn được hơn mày gì nữa đó. Ở chỗ này nhức nè con ơi. Đây đừng đâu. Thôi vậy đây nè nó đấm ba rồi để còn lại con bóp ba cho. Đây thôi khỏi. Ba đưa con bóp cho. Mày bóp tao đi luôn. Ha. Suốt ngày nịnh biết ở với ba được mấy tháng. Năm á hả? Dạ. À cha. Khỏe hả anh ba? Ôi khỏe cái gì cô ơi. Ngồi đây nè. Qua đây ngồi đi trời đất ơi. Thôi trời ơi mấy đứa nhỏ nó trông nó ra nó thấy nó cười chết à. Thôi không có đứa nào ở nhà hết á cô ơi. Ê ngồi đây. Sao vậy hả? Làm gì mà thấy mặt bà nhăn nhó quá vậy? Sao mỗi lần mà trở trời cái tự nhiên mình mẩy nó nhức. Bị khớp cô ơi. Đi không được luôn, đi đứng khó khăn quá. Hèn chi nhìn mặt anh nó xanh quá trời quá đất luôn vậy đó. Đau nhức lắm phải không? Đau nhức. Đây.
quay lại tôi bóp cho nó đỡ đi, nó dễ chịu chút xíu đi. Ừ, đây tôi bóp dai. Sao mà năm mới đụng tôi tự nhiên sao? Máu nó rần rần hết trơn con Năm ơi. Mệt anh quá. Giỡn gặp là giỡn, gặp là giỡn không? Giỡn đâu không biết nữa. À cha, đã quá. Đỡ không? Đỡ lắm đó Năm ơi. Đây nữa nè Năm, đây nè Năm. Bên đây luôn đi Năm. Trời ơi, được cái lò nhất đồ bên đồ trọng, đồ nhất bên khinh, này tả hữu bình bình. Trời. Năm qua đây có chuyện gì không? Gì đó? Cô nấu miếng cháo đem qua cho anh ăn. Đây nè, đó. Ơi. Thôi sẵn giờ mệt vậy đó. Ăn chính tay Năm nấu đó ha. Tôi nấu đó. Đây nè, ăn miếng cho khỏe đi. Người khác nấu tôi không ăn đâu. Mệt anh quá. Không có Năm thì chắc tôi chết đói quá Năm ơi. Đây, được rồi. Tay chân nhức mỏi để tôi múc cho anh ăn nha. Năm mớm trước đi Năm. Thôi mà, gì anh sao vậy? Mớm gì không biết nè. Đây nè, ăn miếng cho khỏe nha. Thơm quá Năm ơi. Vừa ăn không anh? Ngon quá Năm. Làm chuyện gì vậy? Mày làm gì? Kìa. Út, con làm cái gì vậy? Rồi, bà không có được qua nhà tôi nữa. Thì tôi đi qua, tôi nấu cháo cho. Bà đừng có dùng mỹ nhân kế mà đợi lợi dụng ba tôi ha. Bà chủ yếu là bà dòm ngó cái căn nhà này thôi. Không có đâu, cô hiểu lầm rồi. Tôi... Cái gì mà ồn ào vậy hả? Ba, ai đàn áp ba vậy ba? Ai đàn áp ba? Anh xem, em đã dặn bà có bao giờ không được qua nhà mình. Bà cứ thừa lúc em đi là bà cứ đem cháo rồi qua với ba vậy. Rồi cháo gì đây, cháo gì? Trời ơi, cháo tim. Trời cháo tim, ba bị bệnh tim, ăn cháo tim á. Ba bị nặng tim đó bà. Tụi bay mới làm tao đau tim nè. Ủa sao ba nói với con ba bị thận mà? Thận mổ rồi mày. Mệt mày quá à. Thôi các cậu đừng có hiểu lầm. Tại vì tôi biết là sức khỏe của ông nhà là không có được khỏe lắm. Thầy là tôi nấu miếng cháo đem qua cho bệnh ăn mà. Cháo cái gì mà cháo bây giờ á? Thôi. Bà đi về đi. Vậy là mong gần phước về dùm cái đi. Nhanh đi, gia đình tôi có kỳ. Tại sao mấy đứa làm cái gì mà kỳ vậy? Bây giờ tôi đi về đi. Thôi được rồi. Nè. Thôi để tôi về. Năm. Trời ơi, nó đuổi bạn gái của tôi về rồi. Thôi nè, Năm. Sao ba? Con nói cho ba nghe. Thôi, ba đi đứng cẩn thận mà. Còn 5, 10, 15, 20 cái gì nữa. Ba lớn tuổi rồi, thấy không? Với lại đó là vì Năm đó cũng đâu có tốt lành gì đâu. Con thấy chú Trí ở trong xóm đó, đeo đuổi là vì Năm nó hoài đó à. Mà cái chú Trí này đó là ốm cao. Con thấy cái tướng ốm cao mà ba bì lại chú Trí đó không? Người ta để ý ai kệ người ta, thấy không? Bả để ý tao phải tao để ý bả, ông Trí để ý bả gì đó kệ người ta. Tụi bay đừng có thắc mắc cái gì hết á. Trời ơi ba ơi, rừng càng già càng cay, gái càng già càng tham. Nè, các con á, ha, cứ suy nghĩ đầu óc tối tâm nghĩ bậy bạ. Thấy không? Tao bệnh ở hàng xóm người ta thấy tội nghiệp. Thấy không? Tụi bay không có ai lo cho tao. Người ta giúp tao từng tô cháo vậy. Thấy không? Tụi bay nghĩ sai người ta rồi. Thôi bây giờ thôi mày bỏ hết chuyện đó. Ok, đi nè, thay đồ đi ăn đám cưới với con được chưa? Giỏi nè, giỏi. Nói nghe lời con thương. Đi lên thay đồ đi ăn đám cưới. Nói nghe lời. Tao giả mày bây giờ à? Mày ba tao hả? Mày nói nghe thương. Không phải. Thôi đi đi. Là giống như chừng cẳng tao đi không nổi. Thôi giờ bây giờ nếu ba đi không được thì nè. Điều. Sao anh hai? Trời ơi, thôi mà đừng có làm nữa. Nè, bây giờ vợ chồng anh đi ăn đám cưới. Tại vì kẹt dữ lắm cho nên bắt buộc tụi anh phải đi thôi. Thôi, không được đâu. Nói giỏi nghe lời anh thương. Thôi, em phải đi sinh nhật bạn mà. Sinh nhật cái gì? Lúc nào cũng đi sinh nhật rồi. Ôi, tao ở nhà một mình được rồi. Không có được. Ba ở nhà một mình, ba đi, ba té rồi. Ba lội giò, ba gãy cẳng rồi làm sao? Chứ bao nhiêu lâu nay nhà này tao thấy cũng có một mình tao chứ có ai đâu. Ba đừng có nói ba ở mình, ba thật sự đi. Ba kệ, để cho con Điệu ở nhà với ba nha. Em không ở nhà đâu. Thôi bây giờ sẽ sinh nhật thì đi. Rồi đi, đi. Đi lẹ đi. Ba con đi nha, chỉ có ba mới hiểu con thôi. Thôi đi đi. Con đi nha ba. Ba rồi giải quyết nhanh gọn. Con nhỏ này nè, nó hung mà nó dễ sợ. Ba bây giờ cứu hai chồng con đi đám cưới. Đi lẹ lẹ đi. Đứa nào cũng nói thương cha, mà cuối cùng cha ở nhà chỉ có một mình thôi. Chú Tài.
Ủa anh ba hả? Ngồi cái coi. Trời đất quỷ thần ơi, lâu quá không gặp. Sao hôm nay có chuyện gì qua kiếm em hả? Chuyện gì đâu thì buồn. Qua tìm chú Tán chơi. Sao lâu quá không gặp lại, sức khỏe xuống cấp dữ vậy anh ba? Mệt chú quá. Chú nói quá đáng à. Mà sao buồn? Thì buồn ba có sắp nhỏ đó thôi chú ơi. Nó sao? Nhưng mà cũng không có trách nó được. Sao vậy? Tụi nó còn trẻ mà ha. Thì nó tối ngày ngoài đường đâu phải già như tôi đâu mà ru rú trong nhà. Anh thương con kiểu đó không được rồi đó. Mình làm cha làm mẹ mình bệnh hoạn mà nó bỏ đi đâu á, nó bỏ đi chơi hay nó đi làm cái gì, bất cứ cái gì cũng vậy là không được rồi đó. Tôi biết mà, tôi biết sức khỏe anh mà. Tôi còn biết bệnh anh nữa kìa. Để biết tôi bệnh nữa. Tôi mang món này ra cho năng cho nó khỏe. Ngồi đợi tôi tí xíu thôi nha, không có buồn gì hết á nha. Ngồi đợi đây nha. Ủa sao mà chú Tài này hay quá vậy ta? Ai cha. À, thiệt tình đó. Trời ơi ba, nãy giờ ba ở đây hả? Thì ba ở đây. Trời ơi, làm tụi con tìm muốn ba muốn chết luôn à. Trời ơi. Con đi đâu về vậy? Trời ơi, tụi con đi tìm ba nè. Trời ơi, đi tìm làm cái gì không biết nữa. Ba. Ủa, dạ, đâu ba có vợ chồng hai đây nữa hả? Trời ơi, ba con đi tìm ba. Mà em cũng kỳ lắm, mai mốt đi tìm ba thì cũng phải mặc đồ rồi đàng hoàng đi. Mặc đồ dao beo mấy con chó đó, ba nó sợ đó, nó chạy theo nó sủa hoài à. Nó còn áo dao beo và túi dao beo nữa đó, ba coi đó. Anh... Mày nói hồi bao lầm mệt á. Chó nó sợ. Ba à, cái gì? Con tới đây con rủ ba đi chơi cái gì để cho nó giảm stress, cho nó đỡ buồn đó ba. Trời ơi, yếu già chơi cái gì? Hai cha con mình đi đánh bowling đi. Mày suy nghĩ coi, tao cầm trái banh nổi không? Vừa định thảy nó giật ra ngoài sau đời trô nó té ngược cho bể đầu chết. Ủa chào chú. Ôi chào chào. Chào chú Tài. Ôi chào tụi con. Chú dạ. Nè. Cha. Anh ăn đi cho khỏe. Sao tôi nghe cái mùi nó thơm mà đó chú à. Ừ, cái món này món nấu cho anh mà. Vậy hả? Cha. Trời ơi. Tao ăn bậy bẹ gì nữa. Tao buồn ngủ thì sao? Gì? Hai đứa nín đi. Trời ơi. Này của món này của chú Tài nấu cho ba. Chú Tài nấu. Hút nó một muỗng là sùm. Thôi nè. Từ từ nè. Mấy đứa. Chú à. Cái món này là món thuốc đó. Chú Tài nấu là cho ba tụi con ăn đó. Ngon, ngon lắm chú ơi. Mới húp cho ba bốn muỗng thôi mà tự nhiên con người thấy nó khác rồi đó. Nó muốn khỏe khỏe ra rồi. Để tôi húp tiếp nha. Tụi con có biết cái món này gọi là món gì không? Món gì chú? Này là canh cua đồng nấu riêu với hành tây. Để chú chỉ cho tụi con về nấu cho ba tụi con ăn. Nè em nhớ nè, nghe chú Tài chỉ rồi về nấu cho anh ăn. Ba ăn rồi vô chứ. Mà ai ăn cũng được. Ai ăn cũng được mà. Cái món này ra chợ tụi con mua khoảng nửa ký cua đồng. Dạ. Về lột mai bỏ yếm đi, rồi rửa cho sạch để cho nó ráo. Xong xuôi mình mới giã nhỏ ra, mình bỏ vô cái giải mùng á, mình vắt lấy cái nước cua. Rồi hành tây mình cũng mua về mình gọt vỏ, mình sắc lát. Đó, xong xuôi mình nấu kiểu là nấu riêu cua với hành tây. Dạ. Nhớ không con, nhớ không con. Ủa, nghe cũng hay quá chú hà. Chú, nhưng phải là con cua đồng á, con mua con cua biển cho nó sang hơn được không? Cua đồng nó ăn nó mát. À còn cua biển là không được à. Con là muốn nấu cái loại cho sang mắc tiền cho ba con ăn. Nhiều khi mấy cái món mắc mình không có nên thuốc. Còn món cua đồng nó ăn nên thuốc, nó mát mà nó kháng viêm, nó giảm cơ nữa. Có giống như ba con nè, ba con là bị đau lưng, nhức khớp, mỏi cơ, đi đứng mệt mỏi. Ăn cái món canh cua đồng này nấu riêu với hành tây á là sức khỏe ba con hồi phục lại. Cha mẹ thì chỉ có một cha một mẹ mình thôi. Mà tại sao khi ba con bệnh mà tụi con bỏ đi chơi? Dầu tụi con có công chuyện gấp gì đi nữa, mình cũng phải ở nhà để mình lo cho cha cho mẹ mình. Để ba con một mình như vậy, ổng đau lưng đau khớp, ổng đi đứng không yếu như vậy, lỡ có chuyện gì phải tụi con hối hận không? Tôi cảm ơn chú. Chú đừng nhắc tới chuyện gia đình thêm buồn chú ơi. Để tôi ăn cho nó hết đi. Cái tô đâu này. Dạ. Cứ ăn cho tốt đi. Tụi con biết lỗi rồi. Con hứa từ nay á con sẽ không đi chơi bời nữa. Con sẽ ở nhà chơi với ba thôi hà. Dạ. Đây là nấu thiệt nha con. Dạ. Không có đi chơi bời nữa chứ. Hai vợ chồng con là sẽ qua thăm ba thường xuyên. Dạ. Gái lứa đi thôi, chơi bời. Mấy đứa biết lỗi là ba cũng mừng lắm. Dạ. Nhưng mà các con có cảm ơn là cảm ơn chú Tài đây. Dạ. Nhờ chú Tài có cái tô này mà ba ăn nãy giờ ba thấy ba khỏe lại rồi đó. Nè, nhưng mà chú dặn tụi con nè, không phải là cảm ơn chú đâu. Dạ. Anh muốn cảm ơn không? Cảm ơn cái người này là người đặc biệt lo lắng cho anh. Nhờ người này tôi mới biết anh bệnh. Ai vậy? Để tôi mời người này ra cho. Dạ. Đây là vị khách đặc biệt. Tàn tàn ta. Hả? Ủa? Năm gì năm? Năm đó hả? Gì hoài năm nè. Nhờ chị Năm qua đây tâm sự tôi mới biết chuyện nhà của anh, rồi mới biết chuyện bệnh của anh.
Rồi chị ra qua đây chị hỏi tôi cái cách nào mà nấu trị bệnh đau khớp, trị bệnh nhức xương của anh. Tôi mới bày cho chị ra chợ chị mua cua đồng, mua hành tây về, tự tay chị nấu cho anh ăn đó. Cảm ơn năm gì ruột ăn. Anh sao khách sáo quá, có ông gì đâu cảm ơn. Tự nhiên tôi thấy tôi nó ấm lại ông. Mới vô nó lạnh lạnh. Hồi xưa đó, đây là cặp này xứng đôi vừa lứa, từ hồi xưa, từ hồi còn nhỏ lận. Nếu mà không có bị gặp trắc trở á, thì giờ này chắc tụi con phải gọi dì Năm bằng má rồi. Ồ má. Nếu mà dì Năm mà đẻ con kêu bằng má giờ chắc không phải là cái mặt này đâu mà cái mặt khác à. Mày nín đi. Nè, cái gì bà muốn nói gì nói đi Năm. Tôi á thì tôi già rồi. Tôi thấy anh là bệnh hoạn, thành ra tôi muốn lo lắng cho chăm sóc cho anh. Chứ thiệt tình thì mấy cái chuyện đó tôi cũng không muốn nghĩ tới. Trời ơi. Ủa dì Năm nói cái chuyện gì mà dì Năm không muốn nghĩ tới? Cái chuyện hai người hàng gắn lại cái vụ tình yêu hồi xưa. À, tôi tưởng đâu cái chuyện. Tự nhiên bây giờ tôi nghe cái tiếng anh cái tôi nó xao xuyến trở lại à. Nhưng mà thôi đừng nhắc chuyện ngày xưa đó, nó cũ rồi. Chết rồi. Ông bà ta có câu mà gì? Tình cũ không rủ cũng tới. Giờ cái ý con cháu nó vui vẻ rồi. Tôi không có chấp nhận dì Năm không? Dạ. Chấp nhận không con? Dạ. Chấp nhận không con? Kêu kêu Năm. À, cái gì vậy? Ê. Con ơi. Ơi. Ba khỏe rồi. Quý vị khán giả thân mến, như vậy là chúng ta vừa có những giây phút thư giãn cùng với chương trình. Còn bây giờ sẽ là lúc để mời quý vị cùng gặp gỡ với hai vị khách mời quen thuộc. Xin giới thiệu cùng quý vị bác sĩ dinh dưỡng Đào Thị Yến Thủy và bác sĩ đông y Phan Quốc Hưng. Dạ thưa hai bác sĩ, ngày hôm nay thì chương trình giới thiệu đến khán giả món cua đồng nấu hành tây. Thì xưa nay chúng ta cũng ăn canh cua đồng rất là nhiều rồi mà dường như ít ai kết hợp với hành tây đó. Cho nên là bây giờ Tứ Hình cũng đang thắc mắc không biết là hai thành phần trong món ăn này có những tác dụng như thế nào về mặt đông y ạ? Thì như mình biết là cua đồng thì nó cũng có những cái tác dụng theo đông y rất là tốt. Thì người ta thấy là thịt cua đồng nó có tác dụng, nó có một cái vị mặn ha. Nó quy kinh là thận, chủ yếu là kinh thận. Thì người ta thấy là ăn thịt cua đồng đó thì có tác dụng là nó bổ thận nè, nó nhuyễn kiên tán kết cho những cái trường hợp mà thận suy nè, đau lưng, mỏi gối, ù tai, hoa mắt, chóng mặt. Đặc biệt là những cái trường hợp mà còi xương suy dinh dưỡng thì cái thịt cua đồng mà phải ăn luôn cái size lên thì rất là tốt. Thì ăn cái món ăn này mình thấy là ngoài tác dụng nó bổ dưỡng nè, và nó có tác dụng nó chữa những trường hợp mà đau lưng nè, mấy trường hợp mà đau lưng mà đau khớp, trường hợp mà loãng xương cũng rất là tốt. Ngoài ra thì người ta thấy là ăn cái món ăn này đó nó cũng có tác dụng là chữa những trường hợp mà cảm á ha, cảm mà do phong hàn rất là tốt, và đặc biệt là những cái trường hợp mà về bệnh viêm mũi và những cái trường hợp mà ho có đàm, thậm chí có đàm thì cái hành tây cũng rất là tốt. Tóm lại món ăn này nó có nhiều tác dụng rất là hay. Dạ, còn về mặt dinh dưỡng thì sao bác sĩ Thủy, có gì chia sẻ với quý vị khán giả ạ? Khi mà mình ăn riêu á, là cái cua đồng mình xay lên mình nấu á, thì cái thành phần đó là thành phần rất đạm. Cái đạm trong cua đồng này rất là tốt, nó dễ tiêu hóa và các axit amin nó cân đối và làm cho mình hấp thu dễ. Và nó có rất nhiều những axit amin cần thiết mà mình phải ăn thức ăn vào chứ cơ thể mình không có tổng hợp được. Khi mình ăn cái riêu á, thì biết là cái thành phần mà mình nổi trội nhất đó là canxi á. Sữa là mình ai cũng biết là cái thực phẩm giàu canxi, nhưng mà 100ml sữa chỉ có 100mg canxi thôi, trong khi 100g cái riêu cua đồng, thịt cua đồng đó nó chứa tới 5600mg canxi, một cái lượng rất là cao ha. Cho nên là thịt cua đồng dân gian mình vẫn nói là dùng cho những bé còi xương suy dinh dưỡng, là những bé mà thiếu canxi, thiếu sữa đó, thì rất là tốt, vừa cung cấp đạm vừa cung cấp canxi để các bé tăng trưởng về cân nặng và chiều cao. Dạ, bác sĩ có lời khuyên gì thêm cho quý vị khán giả khi sử dụng món ăn này ạ? Vì thường thường là riêu nó hơi mắc tiền ha, cho nên là mình cũng không có dịp ăn nhiều. Tuy nhiên là biết là nó tốt, nhưng mà cũng không phải ăn riêu cua hoài thì nó tốt, mà chúng ta nên thay đổi các món ăn khác nhau. Nếu mình thích ăn riêu thì có thể một tuần hay là 2 đến 3 lần mình có thể sử dụng cái món ăn này được. Và nếu mình ăn được khoảng nửa trăm, 50 đến 100 gram riêu trong một người, trong một bữa ăn đó thì rất là tốt về và đảm bảo được nhu cầu canxi rồi. Và ngày hôm đó có thể là khỏi uống sữa cũng được á. Dạ, còn bác sĩ Hưng thì có lời khuyên gì cho quý vị khán giả ạ? Thì đặc biệt là mình phải ăn uống nó đa dạng ha, và đặc biệt là chữa để hỗ trợ những cái trường hợp mà đau lưng ha, đau nhức mỏi xương khớp á, thì mình có thể ăn uống thêm như là ăn tủy xương của heo nè ha, sụn heo nè, và đặc biệt mình bổ sung thêm một số loại thực dược phẩm của đông y như là cái thục địa nè, đỗ trọng nè, cái cẩu tích nè, nó chữa về cái xương khớp cũng rất là tốt. Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Hưng và bác sĩ Thủy đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay.
Và thưa quý vị, hy vọng là với những lời khuyên của hai vị khách mời cũng đã mang đến cho quý vị những thông tin bổ ích sau chương trình này. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.